Đây là phép học kia, chả từ ngày nay khi ông chồng nhâm mi mi mà mà chả chân nên khi ông có chồng chân này đặt cường lại ấy nhưng nhâm bị cột với đó thật cột chả chân nên khi ông cường xong nên khi ông bị đôi to tư nên khi ông bị sạch cô cân sạch cô hắn hay nâng pro hát phồng cùi phồng ấy chân bởi chân miên đó ná hay nâng sạch chú xì phu xì sau như đạm tình tích đó ná hay cổ chân ma hay nâng chi cilantro, okay. Chà chi cilantro nâng hay nâng khô chma hay nâng bà lái dân mình tục cuốn các bạn vòi grass các bạn hay nâng bà lái áo tà dân mình bà lái các bạn đây chẳng đi cường mà tê thì dân cho chất chúng nó cho chất chân chà dân ai đặt bàn chẳng là lâu này khi ông thua sân á chẳng đi khi ông nhằm đi mà sân. Okay, so basically you use any meat you want. Yeah. Pork, beef, or any type of veggie. Okay, you separate that out. Uh-huh. Okay, you separate that out. Hay mật tế hở vậy tao là kêu mật tế cứ dân cho chặt quả này mì hà lai này dạ một lạc tiết tử some more chili peppers to dạ. Spice that up hay anh ấy mật tế chá tế dân nhằm cái tiêu bò bò đó nữa oh that's dạ. A chili oil right dạ yeah. So these are all optional items. You guys don't have to use them all. Yeah. So you don't know that. Okay. Alo, Nick, nên chăm chạp sờ sạch sẵn. Okay. So. So khi mà vô, bây giờ mình seafood tram sẽ các bạn đấy. Alo, chúng ta trim nó pí, hay bả hết. Meatballs. Yeah. Bả hết. Hay năng Is that ground beef? Yeah. Sạch thịt máu. Tịnh tịnh món á, khi tịnh tịnh mọi thứ chẳng về, ở bên này nhầm mà. It goes right in here. Yeah. Hiện đặc biệt đang tới. Khi ông quan ta ở miền trăng bon sao lá, nhưng mà ngào chào là chà. Tại bên này hai dân ách tức xúc ấy các bạn đấy, tức dân đam thòng đa các bạn đấy, phù vì miền chiết vì miền chiết nuôi cả hai, chiết mí á chứ. Chân hai hai, khi mà chúng ta đặt đi sắn, đặt bằng cường. Chà đặt bằng cường. Hai dừng liền máu. Bộ cường ấy đang nâng ổ hai chà, bật tê ấy đang miền cường mì ổ hai. Hai mì này chúng ta sọc tiết ná. Chà mì đi sọc sần. Chà lỡ sọc mì sần. Dân ăn tức sọc thòm ở đây các bạn ơi, bạch tức sốc tê chà. Nên mình mê nè chà ăn mòn về sọc tức nhưng có sẹo tức chà. So guys, could you use water in there? But this is just some chicken broth you had earlier. Chà lỡ nhóm ly cường vi hái. Mình này cả hòm chân ngàn nhé. Chà. Chà ăn dân sọc hồi dân á. À, lần này không sợ mì, dùng dùng mì sắn. Mì thì dùng miên tập ấy các bạn đến á. Nếu muốn sạch mòn, chà nó sạch mòn. Chà, tập xúc mình nhằm đập đồng. Ok. Ok. À, dùng đặt chỗ đi máu. Hai dùng chắc lại đá, và lại nó, và lại dùng vô tập sợ tiệt. Hoặc linh tịch máu. Hãy spam tịch tử. Chà. Bằng ảnh. Ok. Hãy cực nhung như tật sở. Bắt lại sân. Bắt lại tử. Bắt lại dân bạc ở NPT chà. Mà là môn. Okay, lớp lại những hơi hơi. You don't want to overcook it. Yeah. Alo, đi ông. Chừng đi sẵn.
rồi sọc xin nó cái chậm chặt lại trời. Cơ hia tận mọt hay chặt lại trời máu. Wow, chặt mà hai bạc. Giờ nó vẫn đặt rồi chma tiếp. Chỉ fresh lime, some cilantro. Hai bạc. That's it, huh? Yeah. So that's a kind of like semi dry noodle. And... yeah, dry noodle. Hai yung chong mạch krung krun ai nung á. Yeah, look hai hai. Very nice. Yeah, I am hungry. Yeah, hai hai. I look like yung sun. Like some tick na hao tick ai. Ooh, chuk chuk li mo ya. Okay, so you're done with this one right here. Now just doing a second one for you. Krương mà mà dương nưng á, chạm máu. Ha. Chà. Hai ni, sạch dương sròng mình, chạm vô. Hai mặt tê. Chili pepper. Dạ. Đặt máu nhưng chưa chụp mặt tê, nhưng chung chung nhằm mặt tê đặt máu chà. Yeah, depend how hot you guys like it. So. All right, look at that. Nice and warm. Yeah, lười mình á. Mình có hôm chưa nhả nhả. Lấy cái đường sạch máu. Hay mì dơ máu đã chấu. The veggie, yeah. Still nice and green and fresh. Mm-hmm. Just throw it in the water for just like less than a minute. Yeah, dùng sọt thom đá các bạn này mà tức súc thế ha. Mà dùng miếng tức súc của sọt, tức súc từ. So veggie, you got broccoli, you got onion, and some lettuce, so good. Cabbage, some mushrooms. Onion. Cái tập này tao nói dùng nhâm hôm nay đại rồi ngày pe giờ lần này khi ông chồng nhâm bởi biệt gì thôi biệt thay vậy nhớ chà thấy hết nhanh nó vẫn lại that's it mình nhận có cái này hai hai nó cũng phải very nice and this is mine you can be eating that looks so yummy all right let's dig in. Đi hai hai trong khu nó clean hai là ngọt hai lực đi cha mama nó complete nhá mì ấy có bán đây nhá any mì you can use any type of noodles yeah. And so this is kind of like the dry noodle style there's no yeah. Liquid in there try it out honey hot ooh look at that healthy stuff there put a lot of veggie. How's that? Ngon. Ngon. Oh yeah. Looks so good. Okay, I'm gonna dig in. Very nice. Trying something new all the time here, so you guys should try cooking this here. It's not that bad. No, no. How's it? Need meatball. Some egg, yeah, egg white. Ngoan. Oh, okay. Hay, dùng miếng đặt tao chả, ôi tao miên. Và hạt, hạt trái. Nhưng bạn nhâm seafood được đấy mình nhâm. Fish meatball, yeah. Chả, hay sạch cố cân, sạch cố cân ấy mà đặt nó ngon màu. And like mine, see, I got shrimp, I got all those other meat in there too. So, looking good. All right, enjoy, guys. All right. Let's try this out here. Yeah. Yeah. Look at that, guys. Ooh, yeah. Good.
Good. So guys, this is a very simple dish to make. Just get your ramen noodle or mama noodle or whatever type of noodle. Mì ấy các bạn ạ, cái mì mì. You could boil your water or just broth or whatever and dip it in there for less than a minute, pull it out and mix it all together. That's how you do it. So. So we'd like to thank you for watching. And make sure please like, share, comment, and if you have not subscribed yet, go ahead and push that subscribe button below, and push the bell button too. That way, any new videos come out, you will get a, you'll be notified too. So enjoy your weekend, everyone. Have a great day.